Bệnh lý đau nhức xương khớp luôn là vấn đề nhức nhối đối với sức khỏe mỗi người, nhất là ở đối tượng người cao tuổi. Một biện pháp an toàn mà không kém phần hiệu quả chính là sử dụng cây thuốc nam. Và góp mặt vào danh sách những thảo dược chuyên trị bệnh lý về xương khớp, không thể không nhắc đến cây thiên niên kiện. Sau đây, video này của Thảo Dược Thanh Bình sẽ giải thích rõ hơn cho bạn đọc hiểu hơn về thảo dược thần kỳ này. Thiên niên kiện mọc hoang ở miền núi rừng nước ta, khá ưa những nơi ẩm ướt, cạnh suối. Thiên niên kiện có thể khai thác quanh năm, hái về rửa sạch đất, bỏ rễ, chủ yếu lấy thân, rễ và phơi khô, sấy khô, dùng dần. Một điều khác biệt nữa, toàn cây thiên niên kiện có mùi thơm đặc trưng của tinh dầu bởi nó chứa hàm lượng lớn tinh dầu và các chất giảm đau. Nhờ vậy, nó gần như được xếp đứng đầu danh sách giúp giảm đau nhức hiệu quả. Công dụng của cây thiên niên kiện với chứng đau nhức và hơn thế nữa. Thiên niên kiện có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm đau do chứng phong tê tấp gây ra, đặc biệt với những người cao tuổi, cải thiện hiệu quả cho người bị nhức mỏi xương khớp, nhức mỏi gân xương do làm việc nặng, sinh hoạt sai tư thế, lâu ngày gây nên tình trạng này. Thiên niên kiện hỗ trợ điều trị vôi hóa đốt sống, viêm vai gáy hay thoái hóa xương khớp. Không những thế, thiên niên kiện còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, từ đó giúp kích thích tiêu hóa hiệu quả. Ngoài ra, thiên niên kiện còn có tác dụng trị bệnh ngoài da như mụn nhọt, lở ngứa hay đau bụng kinh khá là tốt. Thiên niên kiện là thảo dược rất tốt, nhưng chỉ phát huy hết công dụng khi thật sự có bệnh và sử dụng liều lượng phù hợp. Dùng ngày 12g thiên niên kiện khô đem sắc với nước uống, kiên trì sử dụng, chỉ sau một thời gian sẽ thấy tình trạng đau mỏi của bạn khá lên rất nhiều. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều bài thuốc hiệu quả khác của thiên niên kiện trên website Thảo Dược Thanh Bình, cũng như tham khảo nhiều cây thuốc nam khác tốt cho sức khỏe. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cây thiên niên kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy, bởi vì khi mua được sản phẩm đạt chuẩn chất lượng thì mới đạt được hiệu quả cao cho sức khỏe. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé!